Tin bóng đá tối ngày 2 tháng 9, Ronaldo không nói chuyện với con trai. Ronaldo vốn thường xuyên sử dụng mạng xã hội để chia sẻ các buổi tập với con trai mình, Cristiano Junior. Bố con Ronaldo tỏ ra khá ý trong những buổi tập cùng nhau, cũng như chính tiền đạo từng 5 lần đoạt quả bóng vàng đã từng nhiều lần thổ lộ rằng sở dĩ anh không vội trèo giày vì hy vọng có thể cùng sát cánh thi đấu với con trai mình. Oái oăm ở chỗ, có một lý do bất thường khiến cho cả hai không nói chuyện với nhau trong 2 ngày, mà nguyên nhân là do môn padel. Padel hay tennis trong lồng là một biến thể của môn quần vợt được chơi trong 4 bức tường với kích thước sân nhỏ hơn. Trong cuộc phỏng vấn với Rio Ferdinand trên YouTube, Ronaldo đã nói về sự cạnh tranh tồn tại trong gia đình. Gia đình chúng tôi đi nghỉ ở Biển Đỏ và ngày nào tôi cũng chơi padel với lũ trẻ. Khi Cristiano Junior thua, nó thực sự rất buồn, đôi khi nó không nói chuyện với tôi trong 2 ngày. Cristiano Junior giống bố và đó là điều khiến tôi thích thú vì sự cá tính. Có những ngày tôi thua, tôi cũng tức giận, nhưng điều quan trọng hơn cả là cần phải biết vươn lên. Arsenal muốn giữ chân cả Arteta và Edu. Sau giai đoạn khó khăn dưới thời Arsene Wenger và Unai Emery, Arsenal hài lòng với những gì Arteta đã làm được kể từ khi đến Emirates. Pháo thủ hiện tại đang trở lại Champions League và cạnh tranh cho các danh hiệu. Arteta được kỳ vọng sẽ nhận được mức lương tăng đáng kể trong giao kèo mới. Nguyên nhân bởi Arsenal nhận thức rõ rằng sự ra đi dự kiến của Pep Guardiola ở Man City có thể khiến cho chủ sở hữu của họ tìm đến người cũ Arteta. Cao Offside cho biết, hợp đồng mới của Arteta dự kiến sẽ bao gồm một mức lương tăng đáng kể, phản ánh sự tin tưởng của câu lạc bộ vào tài lãnh đạo của Arteta và cam kết thành công lâu dài của họ. Các nguồn tin thân cận với quá trình đàm phán tin rằng Arteta có khả năng chấp nhận lời đề nghị của Arsenal vì mối quan hệ tích cực của ông với câu lạc bộ và mong muốn tiếp tục xây dựng trên những tiến bộ mà ông đã đạt được trong dự án của mình đến nay. Trong khi đó, giám đốc kỹ thuật Edu dự kiến sẽ bắt đầu đàm phán về hợp đồng mới vào tháng 9. Jamie Carragher khẳng định MU không thể vô địch với Rashford. MU thất bại thảm hại trước Liverpool trong ngày đội bóng của Erik ten Hag thua kém đối thủ hoàn toàn về mọi mặt. Marcus Rashford và đồng đội trên hàng công Man United có một ngày thi đấu đáng quên. Mùa giải trước, dù kết thúc ở vị trí thứ 8, nhưng MU bất ngờ không thua trong cả 3 lần chạm trán Liverpool. Thậm chí, Man United còn loại Liverpool khỏi FA Cup. Sau trận thua mới đây, Carragher ám chỉ rằng MU chỉ xứng đáng với một vị trí trong top 8 của Premier League. Man United là một trong những đội bóng lớn nhất thế giới. Liệu rằng Bayern Munich hay Real Madrid có chấp nhận đứng thứ 6 ở giải đấu quốc nội hay không? Man United mùa trước thậm chí xếp thứ 8 và đó là vị thế thực tế của họ lúc này. Erik ten Hag có trả lời phỏng vấn rằng hãy chờ xem họ kết thúc mùa giải ở vị trí nào. Nhưng tôi sẽ bất ngờ hơn nếu ông ấy còn tại vị cho tới cuối mùa. Tôi không thấy có thay đổi nào ở khía cạnh bóng đá ở Man United cả. Điều này chưa từng xảy ra ở Liverpool. Người hâm mộ mong chờ những điều khác biệt, nhưng huấn luyện viên mới là người tạo nên sự khác biệt ấy. Smalling gây sốc khi đòi rời Roma. Smalling gia nhập Roma từ MU vào tháng 8 năm 2019 với mức phí mượn 3 triệu euro. Sau một năm, anh được ký dài hạn và Roma phải trả thêm cho Man United 15 triệu euro. Tại Roma, anh đã chơi tổng cộng 155 trận và có những đóng góp đáng kể cho đội bóng này. Tuy nhiên, sau khi hợp đồng với Roma đáo hạn, Smalling đã quyết định chuyển đến một bến đỗ mới. Đích đến của anh là Al Fayhah của Saudi Pro League. Smalling dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra y tế vào thứ hai tuần này để hoàn tất thủ tục chuyển đến Al Fayhah. Mùa giải trước, Smalling chỉ ra sân 12 trận cho Roma do gặp chấn thương. Điều này đã dấy lên những đồn đoán về khả năng anh có thể rời khỏi thủ đô Italia vào mùa hè này. Đáng nói, Smalling từng bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó với Roma. Khi được hỏi về tương lai của mình, anh đã nói: "Tôi muốn ở lại Roma." Chỉ vài tuần trước đó, anh cũng chia sẻ: "Tôi đang cảm thấy rất ổn. Tôi biết rằng mình đã bỏ lỡ rất nhiều trận đấu mùa trước. Điều không thường xuyên xảy ra, nhưng giờ tôi cảm thấy khỏe mạnh và sẵn lòng đóng góp cho đội bóng." Kimmich chưa nghĩ nhiều tới tấm bằng đội trưởng đội tuyển Đức. Sau Euro 2024, hàng loạt công thần nói lời chia tay đội tuyển Đức. Những lão tướng Manuel Neuer, Ilkay Gundogan, Thomas Müller đều quyết định ra từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Còn tiền vệ Toni Kroos tuyên bố giải nghệ. Trong bối cảnh ấy, Joshua Kimmich nổi lên là ứng cử viên sáng giá nhất cho tấm bằng đội trưởng đội tuyển Đức. Cầu thủ sinh năm 1995 từ trước tới nay sở hữu những tố chất của một thủ lĩnh. Tại Euro 2024, Kimmich được chỉ định làm đội phó của đội tuyển Đức. Trước đó, anh cũng nhiều lần nằm trong ban cán sự của Bayern Munich lẫn đội tuyển Đức. Tuy nhiên, Kimmich hiện chưa nghĩ nhiều tới việc trở thành đội trưởng mới của cỗ xe tăng. Cầu thủ 29 tuổi khẳng định sẽ tôn trọng quyết định từ huấn luyện viên Julian Nagelsmann. Kimmich chia sẻ với Sport: "Tôi là đội phó của đội tuyển Đức ở Euro 2024 vừa qua. Ilkay Gundogan đeo băng đội trưởng. Giờ đây anh ấy đã chia tay đội tuyển Đức. Vai trò của các thành viên trong đội sẽ được bố trí lại. Tôi vẫn chưa nghĩ nhiều về vấn đề đó. Tôi sẽ tập trung đội tuyển Đức vào ngày mai. Và hãy cùng chờ xem quyết định cuối cùng của huấn luyện viên trưởng." Tân binh Napoli sốc nặng khi bị cướp. Mới chuyển đến sống tại thành phố Naples, David Neres không khỏi bàng hoàng khi trở thành nạn nhân của một vụ cướp táo tợn tại đây. Football Italia dẫn lời vợ của tiền đạo Napoli cho biết vụ cướp diễn ra ngay sau trận đấu với Parma ở vòng 3 Serie A 2024-2025. Khi Neres tỏa sáng với pha kiến tạo giúp Napoli thắng 2-1, hai tên cướp xe máy đập vỡ kính xe ô tô của cầu thủ, cướp một chiếc đồng hồ Rolex. Địa điểm xảy ra vụ cướp ngay bên ngoài sân vận động Diego Maradona của Napoli. Khi đó, Neres đang trên đường đến khách sạn thăm vợ và con gái.
Tiền đạo người Brazil choáng váng trước vụ việc trên. Anh cũng rất lo lắng cho an toàn gia đình. Neres là tân binh được kỳ vọng của Napoli ở mùa giải năm nay khi chuyển đến từ Benfica hồi mùa hè với mức phí chuyển nhượng lên tới 30 triệu euro. Cầu thủ 27 tuổi có khởi đầu ấn tượng khi kiến tạo trong hai trận thắng liên tiếp vừa qua của đội bóng thành Naples. Huấn luyện viên Antonio Conte của Napoli sau đó đã phải gọi điện trấn an cầu thủ này. Messi được cấp phép đặc biệt, Inter Miami lộ tham vọng vô địch MLS Cup. Huấn luyện viên Tata Martino giải thích lý do ông và ban lãnh đạo Inter Miami quyết định cấp phép đặc biệt cho Messi tiếp tục nghỉ ngơi trong 2 tuần nữa, sau lịch thi đấu FIFA Day tháng 9 mới trở lại thi đấu. Messi rất ổn, thể lực của cậu ấy đáp ứng thi đấu sau khi đã có nhiều thời gian tập luyện cùng cả đội. Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy rằng sẽ đến trận đấu này gặp Chicago Fire FC thắng với tỷ số 4-1 ngày 1 tháng 9 với những gì cậu ấy có thể mang lại cho chúng tôi sẽ tốt hơn nếu thực hiện sau 15 ngày nghỉ từ lịch thi đấu FIFA Day. Chúng tôi đã thảo luận cùng nhau và cuối cùng đi đến quyết định chọn phương án thứ hai. Nếu mọi dự định suôn sẻ, Messi chắc chắn sẽ trở lại đội hình thi đấu gặp Philadelphia Union vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày 15 tháng 9. Việc chọn phương án thứ hai để Messi có thêm 15 ngày nghỉ ngơi nữa, giúp cho danh thủ 37 tuổi này có thêm thời gian nghỉ ngơi bên gia đình và phục hồi hoàn toàn chấn thương dây chằng mắt cá chân mà anh gặp phải từ trận chung kết Copa America giữa tháng 7. Foden nguy cơ không lên tập trung đội tuyển Anh. Tiền vệ 24 tuổi được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA mùa trước. Chỉ thi đấu được 45 phút trong trận mở màn mùa giải của Man City trước Chelsea, Foden đã được huấn luyện viên tạm quyền đội tuyển Anh Lee Casley triệu tập để chuẩn bị cho trận đấu tại Nations League gặp Cộng hòa Ireland và Phần Lan. Tuy nhiên, Guardiola tin rằng tiền vệ này sẽ không đủ thể lực để làm nhiệm vụ quốc gia. Tôi không nghĩ vậy vào lúc này, Guardiola nói. Tôi nghĩ anh ấy sẽ không lên tuyển. Phil cảm thấy không khỏe, đó là vấn đề về dạ dày, một chút virus. Nhưng mọi người nói với thuốc kháng sinh thì anh ấy sẽ ổn. Sự vắng mặt của Foden không ảnh hưởng quá nhiều đến Man City. Đội bóng đã giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp bằng cách đánh bại West Ham 3-1 vào tối ngày thứ bảy. Erling Haaland tiếp tục tỏa sáng với cú hat-trick thứ hai trong hai trận đấu và ghi được 70 bàn thắng trong 69 trận đấu tại Premier League. Con trai Beckham trao giày để theo nghiệp mới. Romeo Beckham, con trai của huyền thoại bóng đá David Beckham, đã quyết định rời khỏi câu lạc bộ Premier League để theo đuổi sự nghiệp mới ngoài bóng đá. Romeo Beckham bắt đầu tập luyện cùng câu lạc bộ này vào năm 2023. Trước đó, anh đã chơi cho Inter Miami, đội bóng MLS của bố mình. Tuy nhiên, anh đã quyết định chuyển đến Anh để chơi cho một đội bóng Premier League. Nhưng giờ đây, anh chàng 22 tuổi đã quyết định thực hiện một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của mình, rời xa bóng đá và tập trung vào một lĩnh vực mới. Mặc dù được Brentford, nơi anh thi đấu cho vào đội B, đề nghị ký hợp đồng mới, nhưng Romeo lại quyết định theo bước mẹ mình và theo đuổi sự nghiệp thời trang.